Xin chào các bạn. Nay mình là Vũ Văn Hội của Mê Bắc Phi. Mê Bắc Phi sẽ bấm cho mình chữa cho mình cái vụ sau khi nhổ răng. Tức là bây giờ sau khi nhổ xong rồi thì mình sẽ phải bấm cái bộ sáu vùng phản chiếu hệ bạch huyết để tăng cường sức đề kháng. Thứ hai là bác sẽ bấm cho mình cái bộ tiêu viêm phản chiếu răng để giúp cho cái răng của mình nó hồi phục nhanh hơn sau cái quá trình nhổ răng. Mình hôm qua mình vừa mới nhổ răng khôn. Cái răng khôn này thì nó đang mọc 45 độ rồi, nó đã làm ảnh hưởng đến cái răng số 7 rồi, vì vậy cần phải nhổ đi. Sau khi nhổ xong rồi thì mình đã bấm cái bộ cầm máu, nó đã cầm máu xong rồi, bây giờ cần phải bấm cái bộ tiêu viêm nữa để cho nó tăng cường cái sức kháng viêm cho cơ thể mình để chống viêm. Giờ là bác bấm cho 300, 300 có ở hai bên đúng không ạ? Không. 300 mà. Không. À, bây giờ bác bấm được 103. 103 là ở chính giữa trán. Bác đang bấm bộ ổn định thần kinh. Tức là bộ này giúp cho thần kinh anh ổn định hơn đúng không bác? Giúp cho mình giảm đau đúng không ạ? Mà mình bị đau nhức ấy, ví dụ như sau khi nhổ răng chẳng hạn, thì mình sẽ bấm bộ ổn định thần kinh này giúp cho mình giảm đau. Đó. Vậy là xong bộ ổn định thần kinh đúng không ạ? Bộ ổn định thần kinh gồm gần 124 này, 34 này, 106 này.
cùng số 3 này liền xung quanh cánh mũi thì nó có ở hai bên, đang gạch ở bên trái trước. Sau khi bên trái xong rồi thì bác sẽ gạch ở bên phải. Rồi bác gạch cái vùng số 3 ở bên phải ở xung quanh viền cánh mũi. Xong vùng số 3, bắt đầu từ huyệt 61 đến huyệt 74 mình sẽ gạch như này khoảng 30 cái. Rồi, tiếp theo vùng số mấy ạ? Số 4. Vùng số 5, bây giờ sang vùng số 6 thôi. Và vùng số 6 thì mình sẽ vòng quanh tay, ôm sát đến chân tay như thế này. Rồi, mình sẽ làm ở cả hai bên. Rồi, dạ, bác làm theo cách của bác đi. Đây là thầy hướng dẫn, không cần vòng quanh tay mà được chỉ trên 16 xuống. Vâng, vâng, cũng được, nhưng hôm nay mình cứ làm ra vòng tròn thôi bác. Vòng tròn này làm được, làm xuôi? Xuôi, ngược, được. Vâng. Ôm sát chân tay, rồi vòng tròn ôm sát chân tay 30 vòng đúng không ạ? Rồi. Vâng. Đến chỗ huyệt 14 này cũng được.
hai cách, mình thích chọn cách nào cũng được. Như vậy là mình vừa xong làm xong cái 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết rồi, bây giờ đến phương tiếp theo. Đánh bài tiêu viêm. Bây giờ mình sẽ bấm bộ tiêu viêm phản chiếu ra. Trước tiên là huyệt 26 này. Vâng, trước tiên là huyệt 26. Huyệt 26 trong cái bộ tiêu viêm thì mình sẽ thế là đây là hai cái đầu cung mày này. Mình đối hai đầu cung mày vào chính giữa, đây là huyệt 26. Bạn thấy chưa? Huyệt 37. Chúng ta đang ở bộ tiêu viêm, vừa rồi chúng ta đã bấm huyệt 26, bây giờ huyệt 37. 37 thì đây là cánh mũi, thì đúng giữa cánh mũi kéo ra và thẳng lòng đen. Rồi, chúng ta đang ở bộ tiêu viêm ở huyệt thứ tư. Huyệt thứ tư là huyệt 61 thì rất dễ thôi. Chúng ta sẽ, đây là cái đường cung pháp lệnh này, chúng ta đẩy từ dưới lên trên vướng vào cái góc của cánh mũi. Đây là huyệt 61. Huyệt 61 thì có cả hai bên, mình bấm huyệt bên trái hay bên phải trước đều được. Chúng ta bấm bên này, sau đó bên kia chúng ta sẽ đẩy theo cung mày từ đây vướng lên trên. Đây là huyệt 61. 61 có cả hai bên và chúng ta đang ở bộ tiêu viêm. Bây giờ chúng ta tiếp tục bấm huyệt tiếp theo, huyệt 38. Và huyệt 38 nằm trong bộ tiêu viêm. Huyệt 38 này rất là quan trọng của tiêu viêm, thì trong diện chẩn thì coi huyệt 38 là huyệt kháng sinh nội sinh.
được 156. Thì đây là cánh mũi mình lối cạnh trong này, cạnh ngoài này. Và đây được giữa, giữa đây là huyệt 64, mình gióng thẳng xuống. Huyệt 156 nằm trên cái bờ cong của ổ cằm. Thì đây là chính là 156. 64 gióng thẳng xuống gặp cái bờ cong của ổ cằm. Đây là 156. Huyệt 156 có cả hai bên. Và huyệt 156 là huyệt cuối cùng của cái bộ tiêu viêm. Vâng, bây giờ đến phản chiếu răng. Chiếu răng là bây giờ bắt đầu từ 20 đến 12. Đây chính là cái miệng của đường hình đó. À, bây giờ mình sẽ bấm phản chiếu răng. Tiêu viêm tiêu diệt răng mình sẽ bấm huyệt số 8, 12, 20. Chính giữa rồi bác. Hàm dưới này và cả trên này nữa. Đây là đồng ứng của răng. Răng. Bác cần này cho bác này điện nhé. Bây giờ bác sẽ dùng cái máy